những lời nói của tao cũng xong đó. Giờ nghe rap chắc lời nói của tao cũng không ra. Tao mỗi lần của tao hay căng thẳng là tao ra quán tao mua Chirinda. Đã trở lại với lầu cao. Những thứ tao đáp từ vương ra từ trong đầu tao. Nói chung là anh chung cam thật là đẹp trai. Trên lầu cao thì mày thấy sao? Vương cao tao tung ra tao đã thắt chặt. Mấy thông lồn này không ngầm cái gì ngầm co cắt. Rap cứ tiếp tục tụi tao thuốc phục. Mấy thông lồn nhấp không cường thì tiếp tục. Anh em mới đây đều có biết nhục. Tao vẫn cần rap không có học biết. Tao cũng chưa biết tụi mày cứ luôn tiếp. Anh em hay hô la uống lòng city nè tụi mày uống lòng coca. Cứ tiếp tục tao cứ tua flow. Tụi mày đi về đâu cứ bật câu của tao cứ thắt chặt cổ mày. Tao đang view ở đâu? View ngay chỗ này. Ok. Yo, hey. Quý tí. Kêu tao đang rap. Hey, hey. Với con kỳ ê sao ê mày ở đây mày có đủ hài tao mà sinh vật nhân tao đây như một cái thủ tài ê đó tao nhận là về tụi mày cắt thỏ bài bởi vì sao nhưng mà tụi mày ở đây gặp tụi ta là mày sẽ chọn ngã ê và đó là cái tụi ta vẫn đang một đoàn đang thấy bởi vì sao ở trên lầu cao là tụi em đi hao đang cháy ok sao gần đây ok nãy giờ tôi về từ tóc cấu ơi khi mà tao vẫn còn đang lo nha giờ khi mà tao tổ câu ca ok tao tao phải biết rồi khi mà khán giả đứng ở đây gặp tao sẽ hô la ok tao là chất quá yeah yeah cho tụi mày sẽ mất giá yeah yeah khi mà nơi đây tao đứng ở đây chứ có tao đứng đâu là đất nhà khi mà tao còn đang cháy khi tao còn đang phơi khi tao còn đang hay ơi lần lịch sử của tụi mày chính là án tử tao bỏ trong chàng hai khi mà tao còn ra vườn yeah yeah cho tụi mày thấy ba lần yeah yeah mà năm sinh về chỗ anh tại vì ban giám khảo sẽ lựa chọn là những người tốt nhất. Về mới mấy vòng đầu tiên rất là gắt rồi.